giống người thật.
đúng là đồ thật. Và cái hay nữa là cái game này mà cũng phải game này không phải mua tiền nữa, game này mua tầm mất tầm là 160 gì ra. Đây là một cái con đường rất là nguy hiểm, có nhiều người thích xem game này nhưng mình sẽ làm thôi. Đi chậm một đoạn, một đoạn sẽ phải nhanh hơn một chút. Rồi sẽ lên gốc. Chủ đề ban đêm này sẽ rất là thoáng nhẹ. Chúng tôi tiếp tục hành trình vào ban đêm. Hành trình ban đêm đi gặp đúng trời mưa luôn. Ban đêm bằng xe đi nhanh hơn một chút nữa. Đó, đường nó trơn đấy. Giao thông của nó nhiều đến mấy nhiều mà giao thông nó rất chỉ đạo hơn. Đó là giống ít như thực tế luôn đấy ạ. Thì ở ban đêm thì người dân sẽ ít hơn ạ. Có một chút nữa. Chắc là một chiếc trang ship nè. Tao vẫn như thế là phải xem nào có ảnh nữa. Đây là khung đường gì ở dưới là cái tông này. Đây là đoạn đường khá là nhỏ nên phải đi chậm. Và 3 giờ sáng còn ngoài đây này sẽ ít thôi. Đây là sáng là sẽ ăn đi ít thôi. Không được.
nghe nguy hiểm lắm. Nhưng mà game Việt Nam này sẽ giống y như ngoài đời thật.
mình sẽ phải chia thành hai tập rồi. Và mình sẽ làm hành trình đi đường dài. Đây đoạn này cái đây là bắn đá này luôn này, đây là công cụ cẩn thận một chút nữa. Thời tiết còn sáng đấy, nghe đường cũng không còn vắng vẻ nữa rồi. Chờ đến thành ấy à, thế cảm giác như này mày đi như này luôn quá nhỉ. Rồi sẽ bắt đầu đi thẳng luôn. Thì mình sẽ lấy thẻ, mình sẽ bắt đầu đi thẳng hơn. Rồi đến đường cao tốc rồi. Nói chỗ này, cao tốc này mình sẽ không thể nào mà đi nhanh được đâu. Tốc độ thực tế không? Tôi hỏi bạn này cũng đi nhanh đâu nhỉ? Mấy đoạn cần phải đi chậm lại thôi. Đoạn này đừng đi nhanh nữa. Hồi đường năm đây sẽ đi chậm, phải chậm. Xe là giữ khoảng cách một chút nữa. Để ra đây ạ. Điểm môn này ạ. Đừng có đoạn nhiều phút cô khá là ngắt rồi. Yeah.
nắng xong lại mưa lại, ui giời ơi. Cái bọn đi lên hơn một chút rồi. Chợ hoa vắng lắm, đi chỗ ngoài không có người chơi lắm. Ở 5 giờ sáng mà mưa này thì hỏng hết rồi. À có đấy, bắn bộ 60 à. Và để nó chạy dừng lửa, mình kết thúc clip thôi. Trời ơi, nó lại không được, hay là chàng. Rồi, cái cuộc sống chuyển xe. Thôi clip này mình xin kết thúc video tại đây, và nếu mọi người thấy hay thì mọi người nhớ like, share cho mình để mình tiếp tục ra những clip hay cho mọi người xem. Nếu mọi người thấy có gì nữa thì mình nhớ comment cho mình tiếp tục ra những clip hơn nữa.